Và em tâm sự thật với chị là nhiều khi em định tính là mấy mẹ con em về Việt Nam ở hẳn này. Nhưng mà em nghĩ là em nó là nếu mà về thì nó cũng khó khăn ấy. Công ăn việc làm không có, nhà cửa thì không. Nó khó khăn hơn ở bên này. Cái thứ hai nữa là bọn trẻ con nhà em nó không biết tiếng. Nó quen với cuộc sống ở đây rồi. Cho nên là em cũng đang phân vân. Nếu mà cứ trụ mãi như thế này thì em nghĩ một mình em không chịu nổi. Không biết em thế nào cả. Thực sự buôn bán ấy chị. Buôn bán xong mà thất thu ấy. Nói chung là cũng do cái sự tính toán của ông ấy. Em nói không có nghe cho nên là em mặc kệ. Em ít nói lắm. Nó không có được chị, không được ra trường mà ai nhất mọi người đã phải theo ý mình. Lúc đó là em với anh sẽ em nói là kinh doanh mặt hàng gì? Cũng đủ nghề, cũng bán quần áo rồi. Cũng làm cái quán ấy. Ở bên chị có cái quán được đánh cờ bạc ấy. Cái máy tít tít tít. Xong rồi bán bia này, bán nước ngọt này. Bán đồ ăn nhanh và fast food này. Đó. Em kinh doanh mấy cái cửa hàng đấy, nhưng mà đều đó là đi thuê cả. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một chị đi ra nước ngoài đã rất là nhiều năm, nhưng chẳng may làm ăn thất bại và vợ chồng chia tay nhau, nhưng mà chị lại một mình cô đơn nơi xứ người. Không thân nhân, không bà con, không một ai bên cạnh, một mình ôm hai con nhỏ. Thì đối với một người phụ nữ cô đơn trên đất người như thế là rất là khó khăn. Bây giờ trong ý định của chị ấy là về không được mà ở cũng không xong. Uyên Quỳnh thấy là có rất là nhiều anh chị mơ ước đi nước ngoài. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta định hướng đi nước ngoài để sinh sống thì chúng ta cần phải rèn luyện một kỹ năng rất là đặc biệt, đó là phải thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Tuy là nói thì dễ nhưng mà thực hiện thì lại rất là khó các bạn. Trong mỗi trường hợp đều có những hoàn cảnh khác nhau. Để thích ứng được với mỗi hoàn cảnh đó là một điều vô cùng khó khăn. Vì thế những người trụ lại được và những người không trụ lại được. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của chị ấy về cuộc sống hiện tại. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Dạ. Em có thể chào cộng đồng và em giới thiệu về mình ha. Dạ, em là Lê Thị Thủy. Em cầm cái hiện video em... nó lớn lên hay ha. Hơi nhỏ rồi. Cầm micro lên, cầm cái chỗ cái micro á. Em là Lê Thị Thủy. Hiện em được cái gì? Nhỏ bị nhỏ rồi. Em là Lê Thị Thủy. Em đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Hiện em đang độc thân chị ạ. Và nuôi con nhỏ. Hoàn cảnh của em thì nói chung là vợ chồng em cũng ly thân được mấy năm nay rồi. Các cháu thì vẫn còn đang nhỏ. Thì em hiện tại thì sống của em nói chung là cũng vất vả.
Em vô tình em đọc được cái trên YouTube cái chương trình của chị đấy. Em cũng có nguyện vọng là đi tìm một nửa cuộc đời để cho bản thân của em đỡ trống trải bao nhiêu năm nay. Nói chung là cái chuyện tình cảm thì nói chung là em cũng không biết nói sao. Chỉ muốn tìm một người hiểu và thông cảm về cuộc sống của em và cùng chung cái cuộc đời, cái cuộc sống sau này tiếp tục ấy. Để cùng là bạn, cùng là người tâm sự chia sẻ buồn vui có nhau trong cái quãng đường sau này của em còn lại. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 74 ạ. Hiện tại là em đang ở Cộng Hòa Séc. Em qua đó diễn gì? Em sang kinh doanh ạ. Hả? Kinh doanh á. Là mình kinh doanh mình được đi hả? Dạ, em sang em tự đi đấy ạ. À, rồi ông xã em cũng ở Việt Nam qua luôn hả? À, đúng ạ. Rồi em được mấy bé rồi? Là em được hai cháu. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Một cháu 15 và một cháu 10 tuổi ạ. Rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Em đi bán hàng thuê, bán hàng thực phẩm, bán hàng thuê cho họ. Hồi trước em qua em kinh doanh là em kinh doanh mặt hàng gì? Em cũng chỉ đi làm thuê thôi, bán hàng đồ vải này, rồi làm bán tức là gọi là ở bên này gọi là bán cờ bạc đấy, bán bia ấy chị. Họ cho mình đi hả? Mình đi làm công nhân gì? À, ta cho đi hả? Nhân viên ta cho đi hả? Dạ. Em rồi lý do gì sao em với ông xã chia tay? Nói chung là bất đồng quan điểm chứ, bất đồng quan điểm và cũng không có cái ý kiến chung trong cuộc sống ấy, và dẫn đến những sự cãi vã, những sự hiểu lầm, nó dồn nén nhiều năm thành ra bọn em chia tay. Ở Việt Nam quê em ở đâu? Em ở Hà Nội á. Bây giờ thì em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Nói chung em thì là một người phụ nữ bình thường, tất cả là đều bình thường hết. Chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, một người thông cảm và biết chia sẻ cùng với các em, cùng đồng hành với các em trong cuộc sống còn lại. Còn em không có nhu cầu gì cao mà cũng không cần phải kén chọn, em chọn còn ai. Em có nghĩ là một người muốn làm quen với em là độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Đối với em tuổi tác không quan trọng chị ạ, cái quan trọng là biết thương yêu, và nhất là cái hoàn cảnh của em đã có hai đứa con, và công việc của em thì bây giờ hiện tại là em đi làm thuê. Thực ra em cái nhu cầu của em không có đòi hỏi, em tâm sự thật với chị, em không đòi hỏi bất cứ một điều gì, em chỉ muốn là có cuộc sống yên ổn và cái người đàn ông bên cạnh em
phải thực sự là thông cảm và thấu hiểu và thương em, thì thương yêu em, và cùng chung tay, cùng làm cùng ăn và ban nhau làm ăn. Thế là em cũng là đấy là cái ước mơ của em rồi. Em cũng không cần phải mình phải thế nọ, mình phải thế kia để mơ ước một cái gì cao xa. Bên chỗ em ở người Việt Nam không? Không, không có nhiều chị ạ. Không có. Đã. Mùa này ở bên em đã lạnh chưa? Lạnh. Sáng ra là bắt đầu tuyết rồi đấy chị. Có tuyết rồi. Dạ. Hồi nãy em nói là hai vợ chồng qua bên đó được bao nhiêu năm rồi? Em sang là năm 2004. 2004 hả? Tới nay cũng không có lâu lắm. Dạ. Rồi hiện tại ở quê em còn nhà cửa gì ở quê không? Em không ạ. Hồi trước không. Ở Việt Nam là em làm công việc gì? Em đi bán quần áo. Em mở cửa hàng bán quần áo. Nói chung là buồn lắm, hoàn cảnh buồn lắm chị ạ. Rồi bây giờ nếu mà một anh muốn làm quen với em á, thì anh ấy hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ. Nếu một anh mà muốn làm quen với em á, mà hút thuốc uống rượu á, thì em nghĩ như thế nào? Nhưng mà nếu mà chị hỏi em câu đó thì theo ý chị thì có nên không ạ? Theo ý chị. Ý chị thì khác, mỗi người mỗi ý kiến khác nhau. Cái này thì em chung là, nhưng mà thực sự nếu mà đó là người tốt thì cũng thử tìm hiểu xem. Cái vấn đề đấy chứ nó chỉ là phụ thôi chị. Cái quan trọng là nó là cái tính cách của con người. Không gia trưởng, không áp đặt. Thử tìm hiểu. Cái này thì phải xác thực, chứ còn nếu mà để mà nói không ngay được thì cũng không khó nói. Những người đàn ông miền Bắc, hồi trước chị nghe nói là, chị thường hay nghe nói là người đàn ông miền Bắc rất là gia trưởng phải không? Đúng không? Em sợ lắm. Sợ luôn đấy chị ạ. Hiện tại là mấy mẹ con sống chung với nhau hả? Dạ. Thằng cu nhà em đang ngủ trong phòng đây. À. Rồi em có thân nhân gì ở bên đây không? Em không. Không có một ai. À, qua đây là em có hòa nhập với cuộc sống của họ được chưa? Nói chung là sống hơn chục năm nay thì em cũng quen dần rồi. Em cũng quen cái lối sống và bắt buộc mình phải hòa nhập cùng họ thôi để mà tồn tại chứ ạ. Chứ còn thực ra là cũng rất là khó khăn lúc ban đầu ấy. Đến bây giờ cũng khó khăn nhưng mà em cũng vẫn phải vượt qua. Tại vì là cuộc đời của em là cũng chưa bao giờ nó xui xẻ, cho nên là em vẫn chịu được. Nói thì nói chứ nhiều khi nghĩ một thân một mình phụ nữ mà cứ như thế này mai thì em cũng không ổn. Mấy mẹ con hiện tại là đang thuê nhà ở hả? Dạ.
Nhưng mà mình ở qua bên đó em ở, mẹ đơn thân như thế này rồi chính phủ có hỗ trợ em không? Chính phủ Cái này là tự mình nếu mà mình xin ấy thì được cái chị. Đây đây em không xin, nó nhiều cái nó bắt phải nó theo cái luật của họ. Cho nên là em không, nhiều khi trong cái lúc mình đi làm cho người ta mà nhà nước nó bắt mình phải làm những cái công việc mà họ phải giao cho mình, tại vì là 1 tháng nếu mà họ trả cho mình cái tiền đó thì mình phải theo họ. Nhưng mà em làm 8 tiếng, 9 tiếng như vậy trong một ngày như thế là không thể nào mà bỏ được hoặc là xin nghỉ được để mà làm ngoài giờ. Như vậy là nãy em nói con em mấy tuổi rồi, hai đứa mấy tuổi? Một đứa 15, một đứa 10 á. Rồi bây giờ hai vợ chồng chia tay như thế rồi, ông xã em có phụ em nuôi con không? Có Một mình mà nơi xứ người nó rất là khó khăn, con còn nhỏ nữa. Đang lúc này con đúng cũng cần đi học, đang cần rất là nhiều sự quan tâm của cha mẹ. đúng rồi em biết vậy đấy, nhưng mà nếu mà như thế này mãi mẹ con em cũng không chịu nổi, mà bản thân em cũng không thể nào mà em, nhiều khi nó do cái tâm lý chị. Là hai con em hiện tại vẫn đang đi học phải không? Nó Đi học là ở bên đó đi học rồi có xe buýt đưa đi đón về không? không? Nó thích nó đi đi bút đi, xong rồi thì lúc nào đi về thì nó tự đi bộ về. Chúng nó cũng vất vả, nó phải tự nó vận động, còn nó biết em cũng vất vả mà. Trường cách nhà xa không? Cũng đủ tầm hơn 2 cây. Ở quê á, em có anh chị em cha mẹ còn không? Mẹ em còn mẹ thôi, bố thì mất rồi. Rồi mẹ em thì đang ở viện dưỡng lão Việt Nam nhé. Còn anh chị em có anh chị em đi không? Không ạ, Có mình em thôi em hả? cũng mỗi mình em. Em có em con một. Rồi em qua lâu cũng khá lâu rồi, em có khi nào về Việt Nam không? Có thỉnh thoảng em về, tới này là em về đấy, tháng 12 là em về em thăm mẹ em. Mỗi lần em về như thế rồi em ở đâu? Em ở nhà bà gì, nhà bà tức là em gái của mẹ em ạ. Em ở nhờ. Em coi video của chị lâu chưa? Em coi được hai tuần, trong cứ 2 tuần đó. Em có cảm thấy mến mến được anh nào trên kênh của chị không? Ô, em chưa kịp nhìn, em chưa kịp nhìn. Hiện tại bây giờ chị có ai chưa? Là sao? Tức là có người người nào không ạ? Để Ở trên video thì có rất là nhiều người đấy, em phải coi video ha. Em coi mến anh nào thì gửi number video của anh đó qua cho chị ha. Rồi khi em định tìm người bạn cho em như thế này, con của em có ủng hộ em không? chung là nó còn nhỏ quá, thật ra em cũng không chưa chưa nói được. Cái đứa lớn nhất là 15 tuổi, không biết nó có hiểu không. Cha của bé có về thăm bé thường không? Lâu lâu ạ, lâu lâu mới gặp nhau. Chiều cao của em là bao nhiêu ha? Em cao 1m59 ạ. Em muốn người bạn của mình có chiều cao bao nhiêu? Ồ, cái này cũng
nói chung là cũng tương đối thôi chị ơi, em cũng không không có nhu cầu cao, không đòi hỏi nhiều. Thì, em làm một ngày là 8-9 tiếng á, thì dạ đúng rồi ạ. Em làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Em làm đến 7 giờ sáng á, 7 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều em về một cơm nước với con em. Rồi thứ bảy chủ nhật có làm không hay làm nghỉ? Nếu mà nghỉ thì là họ trừ tiền. Họ trừ tiền thứ bảy chủ nhật, nhưng mà một tháng nó cho em ba nghỉ 2 ngày. Thời gian bây giờ thời gian rảnh rỗi thì em thích làm công việc gì? Thí dụ em muộn phiền rồi, em hơi buồn thì em làm cái gì để giải trí cho mình? Nói chung là chỉ có ở nhà thôi chị. Thỉnh thoảng mua sắm với mẹ con thì em đợi bọn trẻ con em từ 7 chủ nhật ở nhà ấy, thì mình con em đi, còn nếu không thì ở nhà. Nói chung cũng buồn lắm chị ạ. Bây giờ mấy mẹ con em sống với nhau như thế thì em có dự định gì trong tương lai cho mẹ con mình không? Và em tâm sự thật với chị là nhiều khi em định tính là mấy mẹ con em về Việt Nam ở hẳn này, nhưng mà em nghĩ lại em nó là nếu mà về thì nó cũng khó khăn đấy, công ăn việc làm không có, nhà cửa thì không, nó khó khăn hơn ở bên này. Cái thứ hai nữa là bọn trẻ con nhà em nó có biết tiếng, nó quen với cuộc sống ở đây rồi, cho nên là em cũng đang phân vân. Nếu mà cứ trụ mãi như thế này thì em nghĩ một mình em không thể chịu nổi. Không biết như thế nào cả, thực sự. Và ở Việt Nam thì nó nhiều cái cạm bẫy và nó khó khăn hơn ở bên này nhiều. Về cũng không được, mà ở bên này thì đến nay mãi cũng không được. Mình nghe mình quá vất vả. Thực sự bây giờ em không biết tính thế nào không? Thông thường những người Việt ở trong đó người ta làm công việc gì là được là nhiều nhất? Họ làm mở cửa hàng ấy chị, người ta có ít vốn người ta mở cửa hàng, tự đứng kinh doanh, và neo cũng nhiều, nhưng mà không nhiều bằng bên Mỹ, hoặc là bên Anh, bên Đức. Bên Séc này chỉ họ chỉ buôn bán những cái đồ thực phẩm mới chị, đồ châu Á, nhưng mà cái đấy vốn phải lớn, mà phải có vợ có chồng thì làm mới được, chứ còn bản thân em một mình thèm nên chịu không thể. Chỉ có đi làm công ăn lương thôi, xong rồi đến giờ con đi học về thì ấm nước của chúng nó là vừa. Con em đi về Việt Nam giờ cũng rất là khó khăn, tại vì nó không rành tiếng Việt thì đúng rồi, không có quen cuộc sống nữa, rất là khó. Vâng. Mà ở nhà không có, cũng phải đi thuê đi mướn, đắt ở bên này nhiều cũng không được. Rồi là may cái hôm đấy em xem YouTube, em ngồi em xem thì em bốc tình em như thế nào, em bấm vào đâu em ấy thấy cái chương trình của chị, em ngồi em xem hết cái đoạn chị phỏng vấn cái chị người Đài Loan à, hay là làm nhà hàng ở Đài Loan ấy,
xong là em lưu lại cái số điện thoại của chị. Không có nhìn thấy những cái hình của mấy cái anh mà chị nói, em không có nhìn. Em thì tập trung em nghe cái cuộc phỏng vấn của chị với cả chị nào đấy. Khi em đăng ký chương trình rồi đó là em phải xem những video của các anh á, để coi em mến anh nào. Thì gửi số number của anh đó qua cho chị sẽ cho em số điện thoại để em liên lạc. Nhưng mà bây giờ em không biết tìm cái chương trình của chị ở chỗ nào nữa. Em vô Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ xong rồi bấm vô video á, thì nó sẽ nổi lên rất là nhiều cho em tìm ha. Vào Facebook hả chị? Vào TikTok chứ. Có khi nào em nói với con em á là em dự định đưa các con em về Việt Nam không? Rồi các bé có ý kiến gì không? Có một lần em nói cho nó không nghe. Nó học nó bình lắm mẹ. Con không đi đâu. Nhưng mà bây giờ em làm rồi em có em làm thì em có thể trụ được hết cho ba mẹ con không? Có dư ra một ít để phòng thân không? Ôi không. Không chị ơi. Không có đủ tiền chi phí không? Không hoàn toàn không. Tại vì cái mức thu nhập của em là thấp lắm chị. Vậy làm sao sống được? Rồi thí dụ em thiếu thốn rồi bên đó làm gì mượn được người ta? Nói chung là chị đủ rồi mà. Vì em cắt cái khoản mà ở trường ấy, nó cho bọn trẻ con đi đâu đi chơi đi gì đóng tiền để cho em cắt. Những cái gì mà tối thiểu phải bắt buộc phải với em thì mình phải chịu những cái chuyện đấy. Còn cái chuyện mà chi trả thêm những cái gì thì cho con hoạt động ngoài thì là em. Mỗi năm, hàng năm trước dịch kia là trường nó có tổ chức đi du lịch Ý, cho trẻ con cô giáo đi. Con thì người ta được đi mà con thì mình không đi. Ví dụ như là một cái cuộc đi đó là mình khoảng 200. Em không có khả năng được. Nó cũng hiểu mà, nó cũng hiểu. Nên là các cái chi trả những cái gia giảm ngoài đi thì em có thể là đủ một tháng. Chỉ còn con đường là cố gắng thôi chứ sao giờ cố gắng để cho con đúng rồi. Em hy vọng là cái con bé lớn vài năm nữa thôi thì em đỡ được cho một đứa vài năm nữa thì nó có thể giúp làm thêm được thì em đỡ lo. Cố gắng lên. Rồi cái đó là nói tiếng Anh hả? Không, tiếng bản địa. Để em phải nhờ người ta thử coi xin mẹ đơn thân, nhiều khi ở bên nước ngoài chế độ nó cao cho mẹ đơn thân rồi đó, xin thêm những cái dịch vụ khác thử coi được không? Dạ. Em xem là để hết năm nay sang năm nó có cái luật gì mới ra không thì em có thể em tìm hiểu. Chứ còn như thế này thì nói chung là cũng chỉ đủ sống nuôi hai đứa thôi chứ còn không có chị để ra hay là cất đi cái gì cả. Yeah. Nhưng mà lỡ ví dụ có chuyện gì mà lỡ ví dụ không đi làm được là cũng hơi đuối không? Đúng không? Bây giờ em vào, ví dụ như là em vào cái TikTok của chị thì à, em YouTube chị không có TikTok. Ờ, YouTube. Nhưng mà từ lúc mà em với ông xã qua đây á, rồi từ Việt Nam qua không có tài sản gì đem qua hết hả?
buôn bán, buôn bán theo là cuối cùng là tập thu. Anh nói sao không được đây rồi? Buôn bán ấy chị, buôn bán xong rồi tập thu ấy. Thất bại hay là đang thất bại? Nói chung là cũng do cái sự tính toán, tính toán của ông ấy. Em nói không có nghe cho nên là em mặc kệ. Em ít nói lắm. Nó không có được chị, không có được. Ra trường mà ai ai nhất nhất mọi người đã phải theo ý mình. Lúc đó là em với anh sẽ em nói là kinh doanh mặt hàng gì? Cũng đủ nghề chị, cũng bán quần áo rồi. Cũng làm cái quán ấy. Ở bên chị có cái quán được đánh cờ bạc ấy, cái máy tít tít tít. Xong rồi bán bia này, bán nước ngọt này, bán đồ ăn nhanh và fast food này. Đó. Em kinh doanh mấy cái cửa hàng đấy. Nhưng mà đều là đi thuê cả. Đi thuê mặt bằng. Xong mình đầu tư vào đấy. Và cuối cùng cũng không. Người ta đòi lại chỗ. Và cuối cùng cũng giải tán ấy. Được mấy năm? Mỗi nơi được vài năm. Nói chung vất vả. Mà nói chung là cái tính của cái ông này. Ông ấy nghĩ ra được, làm được đấy. Nhưng mà cũng không thành công. Em nói không có nghe. Nói chung là vợ chồng sống với nhau mà không ai nghe ai thì khó làm lên là cái gì lắm. Cũng từng làm chủ đó. Bây giờ đúng rồi, thời không có người thành công thì ít nhưng mà người thất bại thì nhiều hơn. Đúng rồi chị. Nhiều người cũng sang bằng cái tầm như em, nhiều người thành đạt lắm, giàu hẳn thì không có đâu. Nhiều người ta cũng có nhà có cửa, người ta cũng có cái đồng vốn để sinh nhai. Tôi có cái cửa hàng để cá người ta có tiền thu nhập. Nhưng mà cũng thời em đấy, nhưng mà có người như em đây chẳng có gì. Thì cũng là một ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Thì chị hy vọng là hai mẹ con sẽ cố gắng vượt qua lúc khó khăn này. Chị nghĩ đây là cảm ơn chỉ chị. Là một giai đoạn thôi. Cố gắng thì sẽ qua được. Con em nó lớn thì nó sẽ giúp em, phụ em, cố gắng lên. Rồi chị cũng mong là em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình ha. Rồi em chào khán giả ha. Dạ. Em xin chào khán giả. Cảm ơn khán giả và mọi người nhé. Cùng theo dõi chương trình này. Em gửi cho chị số điện thoại với lại gửi cho chị vài tấm hình khác nữa ha. Dạ. Yeah. Okay, yeah. Good night, good night.